Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là chiều ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày thứ bảy rồi. Và hôm qua Thuận có chia sẻ là hôm nay sẽ không có video nhưng mà Thuận cũng có một chút xíu thời gian cho nên Thuận muốn tranh thủ để mà chia sẻ một số những thông tin nơi bật với các bạn. Hôm nay sẽ là một cái video ngắn hơn thường lệ để các bạn nắm bắt thông tin rồi các bạn có thể bước vào cuối tuần một cách vui vẻ. Và kết thúc hôm nay chúng ta thấy là chứng khoán Hoa Kỳ đó là rất là xanh luôn. Chúng ta nhìn thấy chỉ số Nasdaq hôm nay đã tăng trở lại gần như là hai phần trăm các bạn tăng 1.9%, S&P 500 thì tăng gần như 1% và Dow Jones thì tăng 0.5%. Và ngày hôm nay là thứ sáu cho nên sẽ không có cái tài liệu liên quan tới pre-market các bạn Tại vì ngày mai là chứng khoán Hoa Kỳ sẽ đóng cửa Chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng của dầu hôm nay đó thì đã qua khỏi 80 đô các bạn Tăng 0.72 Thì thường đó đây là một cái dấu hiệu mà chúng ta cũng nên quan tâm đến Tại vì các bạn muốn là cái phần trăm lạm phát tiếp tục giảm Nhưng mà các bạn thấy được là phần trăm lạm phát CPI đây cũng đã giảm khá là nhiều Cho nên hy vọng là dầu tăng trở lại đó không có làm ảnh hưởng quá xấu đối với chỉ số CPI Nhưng mà quan trọng hơn đó các bạn đã biết là chủ tịch john paul rất quan tâm đến chỉ số core cpi nghĩa là phần trăm lạm phát mà không tính lương thực và năng lượng cũng như là không tính dầu trong đó chúng ta muốn thấy là tiếp tục giảm xuống cho nên bây giờ dầu tăng là một chút đó, bây giờ cũng chưa phải là đáng ngại lắm đâu và thật ra cái mức là từ 70 đến 80 đó là cái mức chúng ta đã thấy trong vòng là hơn nửa năm qua rồi chúng ta không muốn thấy tiếp tục dầu tăng nhiều hơn nữa nhưng mà ở mức này đó thì cũng chưa có phải là chúng ta cần phải quan tâm nhiều còn về hợp đồng vàng thì sao các bạn hợp đồng vàng đó hôm nay thì cũng cỡ đó các bạn hôm nay tăng nhẹ một chút ở mức là 1958 đô cho một ounce vàng thì vẫn tiếp tục tiến về cây phía là 2.000 đô Còn về crypto thì sao các bạn Crypto thì các bạn thấy là hôm nay đó Giá của BTC ở à mức là 29.315 đô Hồi sáng nay cũng đã có một cái sự tăng trưởng lên tới khoảng chừng là 29.500 Nhưng mà khi zoom ra đó các bạn thấy chúng ta cũng tiếp tục ở đó mà thôi Trong cái phạm vi là từ 29 tới 31.000 Chúng ta đã trong phạm vi này là hơn cả tháng rồi các bạn Chúng ta có thể nhìn thấy được là giá BTC bây giờ so với lại ngày hôm qua đó Thì tăng 0.4% cũng không đáng kể Phần lớn các đồng trong top 10 đây thì cũng tăng tương tự như BTC với Tron thì tăng 3.2% các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được tổng số vốn hóa hôm nay thì tăng 0.6% và nhìn chung đó thì các bạn thấy là cái thị trường crypto phần lớn là màu xanh xanh nhẹ trở lại một chút thì hôm nay chúng ta có thông tin gì lớn các bạn khiến cho thị trường có một cái sự lạc quan như vậy thì chúng ta thấy được là cái thông tin đó chính là liên quan đến chỉ số lạm phát PCE cho tháng 6. Chúng ta cũng đã biết là chỉ số lạm phát PCE đó thì nó đi sau cái chỉ số CPI Như là chúng ta có chỉ số CPI trước rồi gần cuối tháng chúng ta mới có chỉ số PCE cho nên chỉ số CPI đã giảm mạnh. Thì mọi người đều nghĩ là chỉ số PCE cũng sẽ giảm mạnh luôn trong tháng này nhưng mà các bạn thấy là kết quả đó còn bất ngờ hơn là nhiều người nghĩ chúng ta đã thấy là ước tính là giảm xuống là 3.1% cho chỉ số PCE nhưng mà các bạn bạn thấy được là cuối cùng là giảm xuống còn 3.0 có nghĩa là còn dưới cái mức kỳ vọng luôn chỉ số lạm phát core PC nghĩa là không có tính lương thực và năng lượng thì giảm xuống còn 4.1 cũng dưới kỳ vọng luôn là 4.2% các bạn đây là cái mức lạm phát PCE thấp nhất kể từ tháng 4 của năm 2021. Nếu như chúng ta nhìn vào cái biểu đồ đó các bạn thấy được là nếu tính chỉ số uh, PC thì các bạn thấy số tổng đã giảm rất là nhanh chóng gần 7% mà xuống bây giờ chỉ còn có 3.1 thôi các bạn. Và chúng ta nhìn vào core đó thì tốc độ cũng giảm nhưng mà tốc độ chậm hơn. Nhưng mà core là cái mà chủ tịch John Powell quan tâm nhiều hơn ở mức là 4.1. Thì 4.1 vẫn cách xa so với lại cái mức uh, kỳ vọng là 2.0. Nhưng mà các bạn thấy được chúng ta thật sự đang trên đường hướng về cái phía đó và bây giờ chúng ta đã rời khỏi một cái thời điểm cực kỳ kỳ lạ các bạn, tại vì chúng ta đã biết chúng ta trong một cái thời điểm mà tin tức xấu là tin tức tốt, mà tin tức tốt là tin tức xấu, tại vì sao các bạn? tại vì ai cũng lo lắng là fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất nặng tay hơn và giữ lãi suất uh, lâu hơn, tại vì các bạn thấy là mỗi lần mà có cái tin tức tốt, giống như nền kinh tế vẫn tốt, thực nghiệp vẫn tốt đó, thì khả năng là fed lại sẽ tăng lãi suất còn ngược lại đó khi mà có thông tin xấu giống như thất nghiệp tăng lên thì fed sẽ nương tay nhưng mà chúng ta cuối cùng cũng đã rời khỏi cái thời điểm kỳ quái đó các bạn bây giờ đó thì tin tức tốt nó đã là tin tức tốt rồi tại vì rất rõ ràng là fed đã nói nếu như mà tình hình tiếp tục tốt thì sẽ không có lý do gì để mà tăng trưởng lãi suất nữa. Nếu như mà xấu thì sẽ tăng. Cho nên bây giờ chúng ta đã trở lại cái thời điểm bình thường rồi các bạn. Và đương nhiên cái thông tin liên quan tới PCE tốt như vậy là một cái thông tin mà thị trường chứng khoán rất là hoan nghênh các bạn. Tới bây giờ thì BTC chúng ta vẫn đang trong phạm vi là 29.000 tới 31.000. Thì gì là tốt hay xấu? Tùy theo các bạn hỏi ai. Nếu các bạn hỏi một người mà đang tích lũy trung bình giá đó thì cái mức giá như vậy vẫn tốt hơn là tăng trưởng các bạn. Tại vì khi trung bình giá các bạn muốn thấy giá tích lũy ở một phạm vi nào đó một thời gian dài hay là thậm chí giảm xuống chứ chúng ta không muốn thấy giá tăng lên nếu các bạn đã hỏi một người mà đang chờ sẵn để có thể chốt lời thì đương nhiên người đó sẽ muốn giá cả tăng trưởng cho nên tùy theo các bạn hỏi ai thì bây giờ thì các bạn đã biết là Thuận vẫn tích lũy ở cái thời điểm như thế này Chúng ta cũng có một số những thông tin cũng rất là thú vị ngày hôm nay các bạn Và chúng ta sẽ thấy được một dự luật nữa đã sắp sửa được bỏ phiếu ở Hạ Viện Các bạn đã thấy là trong tuần này thôi đó đã có 3 dự luật đã được thông qua Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ Viện Hôm nay lại có thêm một dự luật nữa Đó chính là cái dự luật bảo vệ quyền tự do lưu trữ crypto Và đương nhiên chúng ta cũng không cần phải hỏi ý kiến hay là chúng ta không cần phải có ai đồng ý để tự lưu trữ BTC crypto các bạn có thể tự lưu trữ khóa cá nhân của mình à, nhưng mà ít ra đó các bạn thấy được là về phương diện luật pháp đó, thì ở hoa kỳ đã có một dự luật để mà bảo vệ cái quyền đó có nghĩa là không ai có thể bắt các bạn giao ra khóa cá nhân không ai có thể bắt các bạn là phải lưu trữ ở trong một công ty tập trung hết các bạn có thể tự quyền lưu trữ cá nhân của mình và tự lưu trữ giống như tất cả những tài sản khác. Điều này đó có nghĩa là chúng ta sẽ có dự luật thứ tư sẽ được bỏ phiếu sớm tại Hạ viện một cách toàn diện các bạn, tại vì trước khi mà được bỏ phiếu tại Hạ viện đó thì phải được thông qua cái ủy ban, nếu như mà ủy ban mà không được thông qua thì không có lý do gì à, chúng ta nên có một cuộc bỏ phiếu hết tại vì nếu như vậy đó thì mọi người vẫn chưa có đồng lòng vào tổ chức bỏ phiếu thì sẽ dẫn đến là tốn thời gian cho nên chúng ta muốn thấy là có sự đồng lòng đến từ quỹ ban dịch vụ tài chính hạ viện và đã được thông qua rồi các bạn chúng ta sẽ sớm có bốn dự luật này bỏ phiếu sau khi mà thông qua hạ viện rồi đó thì phải đến thượng viện rồi mới đến à, tổng thống ký thì mới thành luật các bạn nhưng mà chúng ta cũng đã bước qua được bước đầu tiên rồi nó cũng đã nhiều hơn so với là những gì chúng ta đã nói tới mấy năm qua các bạn mấy năm qua thì nào cũng nói là sắp sửa có lực của hoa kỳ sắp sửa lực của hoa kỳ nghe tới chán luôn ít ra ngay thì đến bây giờ đó mọi thứ hầu như cũng đã tăng tốc hơn rồi nhất là sau khi mà có cái phán quyết đến từ thẩm phán torres về cái sự kiện của XRP và SEC. Một điều nữa đó các bạn thấy chúng ta cũng không có nhiều thời gian à, từ đây cho đến à, cái lúc mà chúng ta sẽ có cái bầu cử tổng thống năm 2024. Cuối cùng đó thì đối thuận các chính trị gia cũng đã hiểu cái số lượng người ủng hộ crypto Hoa Kỳ đó không hề ít đâu các bạn. Cái số lượng người đó đó rất là nhiều cho nên họ sẽ cần số phiếu đó năm 2024 và các bạn nên hiểu không chỉ riêng là bầu cử tổng thống mà các bạn nên biết là chúng ta sẽ có những cái ghế thượng viện hạ viện sẽ được bầu lại cho nên cây phiếu của người dân rất là quan trọng cho năm 2024. Một lần nữa đó mọi thứ hầu như là hướng về năm sau các bạn chúng ta đã nói tới là Fed khi nào mới giảm lãi suất thì bây giờ ước tính là năm sau các bạn chúng ta đã thấy hiện bây giờ đó thì hợp đồng của CMB sau khi mà nghe lời phát biểu của chủ tịch John Powell thì bây giờ đó hầu như mọi người đã nghiêng về cái đợt tăng trưởng mới đây trong tuần này là cái đợt tăng trưởng lãi suất cuối cùng trong cái chu kỳ này rồi các bạn có nghĩa là chúng ta sẽ không thấy bất cứ cái sự tăng trưởng lãi suất nào nữa miễn là chúng ta không có những cái thông tin xấu liên quan tới phần trăm lạm phát và qua tới năm 2024 đó thì các bạn sẽ thấy được cái thời điểm mà thị trường nghĩ là Fed sẽ giảm lãi suất đó chính là vào tháng 3 của năm sau và các bạn thấy được là cũng là năm 2024 chúng ta có bầu cử tổng thống chúng ta có Bitcoin Hai bình chúng ta có Fed khả năng là sẽ giảm lãi suất đây là một năm mà tôi nghĩ nó sẽ cực kỳ sôi so động luôn sôi so động hơn nhiều so với năm nay năm nay là một năm mà dựa theo lịch sử của những chu kỳ của BTC đây là một năm mà có sự hồi phục và thực sự đã là gì các bạn mới đầu đó thì mọi người cũng có nhiều người không có tin năm nay là một năm hồi phục các bạn nhưng mà khi mà chúng ta đã qua khỏi nửa năm nay rồi đó thì chúng ta mới thấy là có rất nhiều sự tương tự như năm 2019 và đương nhiên mọi người đều hy vọng năm 2024 sẽ như năm 2020 từ đầu năm đến cuối năm sẽ có một sự đột phá Cách đây khoảng chừng là một tuần nên thì có tin đồn là sàn Binance họ sẽ đệ đơn để tòa án bác bỏ cái vụ kiện giữa sàn Binance và CFTC các bạn Đây là một đơn vị mà quản lý hàng hóa và hợp đồng tương lai khác với lại SEC đó là đơn vị quản lý chứng khoán tại Hoa Kỳ à, Thì các bạn thấy được là bây giờ Binance đang bị kiện bởi cả hai Và bây giờ đó thì luật sư của Binance đã đệ đơn để tòa án bác bỏ vụ kiện giữa Binance và CFTC, à, tại vì CFTC đã cáo buộc Binance đã cung cấp dịch vụ futures cho người dân Hoa Kỳ một cách không hợp pháp, tại vì Binance không có bằng để mà cung cấp dịch vụ đó ở Hoa Kỳ. thì công ty Binance đã đệ đơn với là tòa án và họ nói là CFTC đã vượt quá phạm vi lãnh thổ, nghĩa là Binance thì có trụ sở chính ở ngoài nước Mỹ và có hoạt động trên toàn thế giới và cho rằng CFTC đơn vị này không có quyền thực thi luật Mỹ đối với hoạt động của họ ở ngoài lãnh thổ mỹ đây có thể là một cái chiến lược phòng ngự tiêu chuẩn mà các công ty thường dùng khi mà họ bị kiện tại mỹ các bạn không biết là có thành công hay không khi nào mà có thông tin chúng ta tiếp tục chia sẻ thêm với các bạn nhưng mà cái vụ này nó cũng không có quan trọng bằng cái vụ liên quan tới sec tại vì sec đó không những là cáo buộc binance cung cấp dịch vụ chứng khoán cho người dân hoa kỳ mà còn cáo buộc luôn cả cg và cáo buộc công ty binance đã có những hành vi gian lận các bạn chúng ta sẽ uh, tiếp tục theo dõi cái vụ này và chúng ta thấy là có một uh, điều khác nữa liên quan tới sec mà cũng cực kỳ thú vị luôn ngày hôm nay đó chúng ta nhận được một cái thông tin là SEC ban quản lý chứng Hoa Kỳ đó họ vừa thu kiện tại tòa án DC về việc họ kiện một hợp đồng tương lai có tên là Spite. Thì đây không có liên quan trực tiếp đến crypto các bạn Nhưng mà tại sao lại chia sẻ thì để thường nói thêm Trong cái vụ kiện này SEC đã thua kiện Tại vì tòa án cho rằng lệnh của SEC là tùy tiện và thất thường Cái điều quan trọng ở đây đó Cái chữ tùy tiện và thất thường này Là cái từ mà được dùng cũng chính Bởi công ty Grayscale các bạn Sau khi mà công ty Grayscale bị SEC Từ chối để mà đổi cái vị GBTC Thành một Bitcoin Spot ETF đó Thì công ty Grayscale cũng đã kiện ngược cho lại SEC Cũng dùng từ ngữ là Tùy tiện và thất thường và điều mà các bạn đã thấy đây đó, tuy đây là một cái vụ kiện mà không liên quan đến BTC nhưng điều này cũng cho thấy là SEC có thể thua và thẩm phán hoàn toàn có thể xử SEC thua tại vì lệnh của họ tùy tiện và thất thường. đây cũng là một trong những cái nhìn lạc quan có khả năng là Traskell có thể thắng kiện được các bạn. và điều thú vị hơn nữa đó hai thẩm phán mà đưa ra phán quyết này cũng là hai trong 3 thẩm phán trong điều kiện RayScale. Trong dự kiện RayScale đã có tổng cộng là 3 thẩm phán mà hai thẩm phán đã là trong vụ kiện liên quan tới hợp đồng tương lai spot và cũng đã nghiêng về công ty chứ không phải nghiêng về là SEC các bạn. Đây cũng là một cái thông tin tôi nghĩ là mang tính chất lạc quan cho công ty RayScale và cho thị trường crypto. Hy vọng là chúng ta sẽ thấy thêm một lần nữa SEC bị đẩy lùi bởi công ty RayScale và tuần này là một cái tuần mà chúng ta đã trải qua rất là nhiều những cái sự kiện tài chính các bạn tuần sau đó là một tuần mà chúng ta có ít những cái sự kiện tài chính lớn hơn nhưng mà tuần sau đó điều mà chúng ta quan tâm nhiều nhất đó chính là ngày thứ tư chúng ta sẽ có cái thống kê việc làm đến từ công ty tư nhân adp và ngày thứ sáu tuần sau chúng ta sẽ có cái thông tin liên quan đến phần trăm thất nghiệp các bạn phần trăm thất nghiệp của Hoa Kỳ đã tháng vừa rồi là 3.6 và cái tháng này đã khả năng cao cũng là 3.6 mà thôi, có nghĩa là vẫn rất là thấp nhưng mà nó cũng không có còn quan trọng nữa các bạn. Thật ra bây giờ chúng ta muốn thấy nhiều cái thông tin tốt liên quan tới nền kinh tế Tại vì các bạn thấy là Fed coi như cũng đã tăng lại suất xong rồi Ngoại trừ là cần phải tăng thêm nếu như mà CPI tăng trở lại Cho nên chúng ta muốn tiếp tục thấy nhiều cái thông tin tốt Chứ chúng ta không còn nằm ở trong cái thời điểm mà chúng ta muốn có thông tin xấu để Fed nương tay nữa Mọi thứ đã từ từ trở thành bình thường rồi và ngày mai đó thì thật sự sẽ không có video các bạn tại vì ngày mai đó là ngày thứ bảy à, thứ nhất là thuận bởi một số công việc thuận cần phải chuẩn bị để mà dọn nhà thứ hai thì có thể nhiều bạn theo dõi cơ một thời gian cũng đã biết ngày mai là ngày sinh nhật của thuận thì thuận chia sẻ cái này không phải là để các bạn comment là happy birthday bên dưới mà thuận chia sẻ với các bạn đó cái ngày sinh nhật của thuận nó mang nhiều ý nghĩa hơn là thuận thêm một tuổi các bạn năm nay đó thuận sẽ bước qua là 39 tuổi và những bạn nào mà đã theo dõi kênh từ lâu đó cũng đã biết là kênh này thành lập vào ngày nào của bạn kênh này đó là được thành lập vào ngày 30 tháng 7 có nghĩa là một ngày sau sinh nhật của thuận năm 2017 lúc này đó là thuận 33 tuổi từ đó tới bây giờ đã 6 năm rồi có rất là nhiều bạn ủng hộ kênh nhiều năm và thuận cực kỳ cảm ơn các bạn tuy là kênh này là một kênh mà bao nhiêu năm qua đó thì cái à, số lượng view đó, nó cũng không có phải gọi là nhiều trong youtube của bạn nhưng mà đối thường đó đã là nhiều rồi và đã có 184.000 bạn đã tham gia đăng ký kênh đã có hơn 31 triệu lượt view một lần nữa đối với một số kênh có thấy đây không phải là cái gì hết nhưng mà đối với thuận đó đây là một cái thành quả cực kỳ lớn đối với thuận mà một lần nữa thuận rất cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh bao nhiêu năm qua và không phải là thuận chỉ nói một lời cảm ơn xuân các bạn tại vì các bạn đã biết là một trong những cái mà Thuần nghĩ là xứng đáng Đó chính là đọc comment của các bạn hàng ngày Và dành thời gian để mà trả lời Cho dù đó chỉ là thả tim hay là say hello Nhưng mà Thuần cũng muốn dành thời gian để mà trả lời từng comment một Ít nhất đó, cho các bạn biết là Thuần đã đọc rồi Tại vì Thuần cảm thấy đó là cái hành động đơn giản và thực tế nhất để cho các bạn thấy là thuần tôn trọng thời gian và sự ủng hộ của các bạn 6 năm trước sau ngày sinh nhật thì thuần bắt đầu mở cái kênh này và thuần bắt đầu rất là nghiêm túc về việc chia sẻ những cái thông tin liên quan đến crypto với lại mọi người trước đó đó thì các bạn thấy có rất nhiều thông tin đừng nói tới tiếng anh mà nói với lại tiếng việt thì càng ít hơn nữa các bạn cho nên thuần đã cố gắng tạo ra một kênh tiếng việt tại vì có rất nhiều bạn đã bắt đầu ủng hộ từ những ngày đầu tiên thời điểm đó và có rất nhiều bạn thưa hà nói là có thuận cho nên mới tiếp tục ở lại thị trường này nhưng mà đó. ngược lại các bạn đầu tư crypto nhiều khi nó cũng rất là cô đơn các bạn cho nên đây cũng là một trong những cách mà thường có thể là bày tỏ suy nghĩ của mình và có người lắng nghe cho nên ngược lại các bạn là động lực để thường có thể tiếp tục trụ lại ở trong thị trường crypto này và thường chỉ muốn chia sẻ cái quá trình đầu tư của mình quan điểm đầu tư thường chỉ muốn chia sẻ những kinh nghiệm mà thường tích đi được có xấu có tốt nhưng mà từ đó đó rút ra thêm kinh nghiệm để có thể là càng ngày càng cải tiến tài chính của mình và gia đình và thông qua đó nó hy vọng có thể trao ra được một phần giá trị, một phần kinh nghiệm nào đó để có giúp ích được cho các bạn đang đầu tư hiện bây giờ. Chị Thuần cũng không có phải là cô hay là cũng không có phải là một chuyên gia hay gì hết. Thuần chỉ là một người đam mê đầu tư cũng như các bạn và mới đó thôi thấm thoát đã qua 6 năm rồi và để kỷ niệm 6 năm đó thì kênh Thuận Capital cũng đã tổ chức à, bốc thăm trúng thưởng thì à, Thuận sẽ cố gắng để quay thưởng sớm nhất có thể hy vọng là ngày thứ hai từ Việt Nam nghĩa là chủ nhật tại Hoa Kỳ đó Thuận sẽ dành thời gian được để mà quay thưởng và công bố kết quả cho những người nào mà đã tham gia và đây là tất cả những thông tin mà thùng muốn chia sẻ với các bạn trong một video ngày hôm nay một lần nữa thùng cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này và những người nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới để tìm hiểu những ưu đãi và thùng hy vọng các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn.